cửa hàng hợp tác xã rau an toàn Hải Nông trên tỉnh lộ 2, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021, nơi đây bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất xe máy ba gác. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ngày 13 tháng 6, mạng xã hội Facebook đã chia sẻ đoạn phim này khiến người xem vô cùng bức xúc. Đoạn phim dài khoảng 4 phút 30 giây, ghi lại rõ cảnh một người đàn ông cắt hai dây xích khóa hàng rào rồi vào bên trong đẩy xe ba gác máy ra ngoài. Lúc này, một người từ trong phát hiện chạy ra nhưng đã trễ, đành thẫn thờ nhìn kẻ trộm chạy mất cùng chiếc xe ba gác máy. Một người đàn ông 48 tuổi là chủ cửa hàng rau An Toàn Hải Long cho biết, khi xảy ra vụ trộm lúc dạng sáng ngày 11 tháng 6 nên đứng vắng người qua lại. Lúc đó trong cửa hàng chỉ có một nhân viên đang ngủ, xe ba gác máy vẫn còn nguyên chìa khóa trên xe nên kẻ trộm lấy rồi lái xe bỏ trốn. Khi phát hiện vụ việc, năm nhân viên của cửa hàng định đuổi theo nhưng không có phương tiện nào khác tại cửa hàng nên đành bất lực. Được biết, chiếc xe ba gác máy được mua với giá 30 triệu đồng để vận chuyển hàng hóa. Sau đó vụ trộm được trình báo công an, người nhà nạn nhân đã đăng đoạn phim vụ trộm lên mạng sổi để người dân cảnh giác. Liên quan đến vụ việc này, công an xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập hồ sơ vụ việc, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi điều tra xử lý.